Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại anh Phẩm là Việt Kiều Lào đang có mặt tại thành phố Bắc Xê, tỉnh Chăm Pa Sắc, một cái tỉnh phía nam của nước Lào. Và phía sau lưng đây là một cái con sông Mekong từ phía bắc của nước Lào chảy vào đây. Thì anh có thể chia sẻ cho em một tí xíu về cái cây cầu đằng kia không anh Phẩm? Thì ở đây là mình đang ở trên ngôi chùa là chùa Vất Phu Sa Lấu, là đặt trên núi Sa Lấu. Và đây là trên này thì mình nhìn xuống là thấy khung cảnh toàn thành phố Bắc Xê. Và có đường băng, đường sân bay của thành phố Bắc Xê. Xa xa kia là đường bay, đường băng của thành phố Bắc Xê. Ở đây là nhìn toàn cảnh Bắc Xê. Và cái cầu này là cái cầu hữu nghị Lào Nhật. Cầu hữu nghị này là có in hình trên tờ tiền đúng không? Không, đúng rồi. Cái cầu này không phải cái cầu này trên tờ tiền. Cái cầu này cầu hữu nghị Lào Nhật. Là kết hợp của Nhật, họ sẽ ủng hộ và xây cái cầu này với tình hữu nghị của Lào và Nhật. Xây lên cái cầu này bắc ngang sông Mekong. Đi qua Thái Lan, đường đi Thái Lan, kết nối với Thái Lan. Thì ở xa xa kia là các cái ngôi nhà và các cái thủ phủ của cái một doanh nhân của Việt Nam đã làm việc và ngành cà phê ở bên Lào rất là lâu. Xa xa là cái thủ phủ mà cái vàng đó. Thì ở đây thì rất nhiều người Việt Nam thành công ở đất nước Lào. Và có phải là cái chợ Đào Hương là bắt nguồn từ cái doanh nhân đó không? Đúng rồi, chợ Đào Hương là bắt nguồn từ doanh nhân này đã khai phá và làm ra cái chợ Đào Hương để mà cho bà con có cơ hội là giao thương và buôn bán ở đây. Và đây là một cái con sông Mekong. Đúng rồi. Con sông Mekong này quay ngược lại thì cô bác quý anh chị có thể thấy một cái tượng Phật rất là to. Chùa này anh nói là chùa Phù Vát Phu Sa Lấu. Vát Phu Sa Lấu. Chùa. Vát là chùa. Phu là núi. Sa Lấu là tên ngọn núi. Cái ngôi chùa. Tên ngọn núi. Đó, tên một cái ngọn núi đó cô bác anh chị. Ở đây thì thấy một cái tượng Phật này ước chừng thì nó cao khoảng hơn 20 mét ha anh ha. Đúng rồi. Cái chùa, ngôi chùa này thì nó có cũng lâu đời rồi, cũng tầm 20 đến 30 năm. Thì theo mình qua đây thì cũng được là mười mấy năm, nhưng mà mình đã qua đã có ngôi chùa này rồi, nhưng ông cha ta kể lại thì ngôi chùa này cũng có lâu đời, cũng vài chục năm rồi. Và ngôi chùa này thì người Việt đi đến đây nhiều không ạ? Đúng rồi, người Việt và khách du lịch về Bắc Xê thì chắc chắn phải lên ngôi chùa, thăm ngôi chùa này, bởi vì nó nằm trong trung tâm thành phố Bắc Xê nên là rất thuận tiện cho việc đi lại và tham quan. Mà em thấy cái vị trí địa lý của ngôi chùa này á, hay chỗ là tượng Phật nhìn về hướng một cái con sông. Đúng rồi. Rất là hiền hòa luôn. Đó là con sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, đổ qua Lào, sau đó là qua Campuchia và cuối cùng là đổ về dòng sông Cửu Long, đúng rồi. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đó cô bác quý anh chị. Thì cái dòng sông này hàng năm thì mang một cái lượng phù sa rất là nhiều cho các tỉnh của Lào. Và đặc biệt là Lào thì nổi tiếng với lại các món cá, đúng không anh? Đúng rồi. Các món cá mà xuất phát từ Lào rất là nhiều. Các món cá có nhiều loại cá rất là to. Và nếu mà có dịp đi tham quan ở Lào đây thì nếu mà vô chợ Đào Hương thì sẽ thấy những cái loại cá nó rất là to ở sông Mekong này. Thì Bùi Hồ cũng đã có quay clip trước cho cô bác quý anh chị xem rồi. Và bây giờ ở trên ngôi chùa này có một cái điều đặc biệt nữa mà anh Phẩm chuẩn bị chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Rồi bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Phẩm. Em thấy ở trên là bằng vàng là sơn màu vàng anh ha. Sơn màu vàng. Dạ. Phủ sơn màu vàng. Đẹp quá luôn á. Nhìn xa xa thì mình có thể thấy được cái tượng Phật này. Ở ngay chỗ trung tâm thành phố. Sẽ thấy được tượng Phật. Ở trong trung tâm thành phố thì tất cả các ngôi nhà ở trung tâm thành phố thì đều có thể nhìn thấy tượng Phật này. Cũng một điều rất là tượng Phật đặt ở một địa thế cũng rất là đẹp. Đất nước Lào là một đất nước 70% là dân số theo đạo Phật. Đúng rồi. Ở chùa ở Lào có rất là nhiều ngôi chùa có sự linh ứng ở đó. Và điển hình là trong lúc quá trình mà Bùi Hồ cùng với anh đi trên một cái chiếc xe trở về một cái ngôi chùa ở tỉnh Sanavakhet, ở một cái tỉnh miền trung của nước Lào. Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ là cái câu chuyện đó trong khi mình đi lên không anh? Thì có một câu chuyện ở cũng cách đây 3 năm về trước. Thì có một câu chuyện ở một cái chùa rất là linh thiêng ở Savannakhet.
thì ở chùa nào ở đây cũng có trồng cây Bồ đề. Và có một cái linh ứng như thế này là một đêm là cái cây Bồ đề đó, tới sáng là cây Bồ đề là tất cả lá đều chuyển sang màu vàng. Và cây vẫn còn sống nhưng mà lá chuyển sang màu vàng. Đó là cũng theo ông bà với các sư thầy có truyền đạt thì đó là cái dấu hiệu của Đức Phật họ hiển linh về cái ngôi chùa đó để ban phước lành cho người dân và những cái Phật tử mà đã có theo tín ngưỡng của Phật giáo để mà nhận được những cái lọc may mắn của Đức Phật. Thì câu chuyện này là cũng xảy ra 3 năm rồi. Yeah. Nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu kỹ về cái tích đó thì có thể sang Lào để mà mình sẽ đưa các bạn đi lên tham quan cái ngôi đền đó. Và điều đặc biệt là em lên đây thì thấy được rất là nhiều tượng Phật, như tượng Phật nhập Niết Bàn có nè, tượng Phật thiền định có nè, và đều giống nhau hết. Thì các tượng Phật đặt ở ngoài trước chùa nhiều như thế này là tại sao lại đặt nhiều như thế này, hay anh có thể chia sẻ? Thì như ở đây thì theo mình được biết thì các cái tượng Phật này là do là công đức của một số Phật tử để mà lên ngôi chùa này. Và thứ hai nữa là có một số tượng Phật là do một số gia đình có tín ngưỡng tôn giáo ở ngôi chùa hay lui tới ngôi chùa này thì họ sẽ thỉnh những cái tượng Phật này ở những cái nơi điêu khắc để về đây mà cúng vái cho gia đình, có nghĩa là phù hộ cho gia đình được may mắn. Thì tới hàng ngày lễ, hàng năm thì hàng tháng thì họ sẽ đến đây để mà làm cái lễ tắm Phật và để cầu nguyện cho gia đình mình được may mắn. Ở đây thì anh có ước tính được là có bao nhiêu tượng Phật không? Ở đây mình ước tính là tầm là 250 tượng Phật. 250 tượng. Là có nghĩa là gia đình thường đi đến chùa. Yeah. Thì người ta sẽ thỉnh một cái tượng Phật về. Đúng rồi, về đây. Để ở trong chùa này. Để trong chùa này. Và người ta sẽ đến ngày lễ tắm Phật thì người ta vô đây người ta tắm. Đúng rồi, tắm Phật và cầu nguyện cho gia đình. Dạ. Yeah. Được bình an. Anh thì ở đây thì nhiều người Việt Nam du lịch họ thường vô đây không? Đúng rồi, ở đây thì tất cả mọi người không chỉ Việt Nam và tất cả các nước mà họ du lịch ở đây thì nằm trong trung tâm thành phố nên là đa số là họ đều vô đây để tham quan và lễ Phật. Dạ. Một cái nét khá là đẹp ha. Kiến trúc khá là phức tạp và cầu kỳ đó. Em cứ nghĩ là các tượng Phật này do các sư ở chùa chứ, nhưng mà không, là các Phật tử. Đúng rồi. Dạ, họ muốn để đây. Chùa là chánh điện ở đâu anh? Chánh điện mình đang lên chánh điện. Dạ, còn bên đây. Bên đây là một cái điện thờ của thầy chủ trì. Dạ. Trước hết là mình đi vào này là mình xem là cái nơi này là cũng có thờ một nhà sư, nhà sư lâu đời thành lập cái chùa. Và thứ hai nữa là đây là một cái trước mắt đây là các bạn đang đi vô đây là cái lăng mộ của thầy chủ trì chùa. Chủ trì đầu tiên của chùa. Đó. Là cái lăng mộ của thầy là thầy mất rồi thì cái lăng mộ cái xá lợi của thầy là được đặt ở đây. Thầy có xá lợi luôn anh? Thầy đây là thầy ở đây rất là lớn nên khi mà thầy mất thì tất cả các cái Phật tử ở các nước kể cả Ấn Độ và các nước mà theo cái tôn giáo Phật giáo thì họ đều về đây để mà đưa tiễn thầy. Bây giờ rất là nhiều cái lễ mà đưa tiễn thầy là phải mất là phải 2 đến 3 tháng. Ồ, đấy, ngày dạ, thầy viên tịch vào ngày nào anh ha? Thầy viên tịch đây thầy sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940, viên tịch ngày 15 tháng 10 năm 2012. Dạ, vậy là thầy cũng viên tịch cách đây 10 năm rồi. Và cái xá lợi của thầy thì để trong cái trục táp này. Thậm chí là vài tháng để mà đúng rồi, để mà đưa tiễn cúng kính. Đặc biệt là kiến trúc của chùa Nam Tông á, thì kiến trúc nhìn thấy nó rất là đẹp luôn.
Cái hoa văn chạm trổ nè, đẹp lắm luôn. Đây ta đang tiến vào chánh điện, chánh điện của chùa Vất Phu Xà Lão. Thì vào đây thì chúng ta bỏ dép độ ngồi để mà chúng ta vào lễ Phật, nhưng mà đi nãy giờ hơi bấn rồi. Tiện quay phim sao hết. Trước mắt là mình đi vào để mà đánh lễ Đức Phật trước, rồi mình sẽ quay, tiếp tục quay cho các bạn xem. Sư thầy ở đây là các cái tín đồ thì vào đây thì thầy sẽ có cái ban phước lành cho các tín đồ mà vào đây. Thì bây giờ là mình cũng làm cái lễ để mà thầy ban phước lành cho mình ở trong cái dịp này. Thì là ở đây là chánh điện này thì bao gồm 3 tượng Phật Ngọc và 1 tượng sáp của Đức Thầy chủ trì đã mất, nhưng mà làm một cái tượng sáp giống như lúc Đức Thầy vẫn còn sống. Giống như thật. Dạ. Anh có thể hỏi thầy, ở đây là chùa mình được thành lập lâu chưa? Tham a chan ni khon vat hau ni vat phu sa lao hau ni ka chan de tong pert dai chak pi la no pi 2012 2012 pert ma lae men 10 ko pi la no men chua nay thi được thành lập mà mười mấy năm rồi. Chinh điện thoại đó, có tay lên, có tay lên vậy không? Achan nhảy bao nhiêu nữa? Mò ăn bay kia đêm muôn, toàn dân đi số tụi ta mới quân phúc sẽ biến. Kia đêm muôn mà? Kia đêm muôn du lao hầu hả? Men như gấp lao này, như vật phân ngạ. Ồ, phân ngạ mà nữa. Thế buôn nhảy hoàn nữa? Men buôn nhảy hay phúc sẽ biến và chan hò. Ồ. Ngày mai là ở đây là có lễ lớn, mà ở chùa bên Phôn Ngam, một ngôi chùa khác của Lào. Có lễ lớn hả? Có lễ hội chùa lớn. Yeah. Thầy ở đây thì thầy sẽ thường xuyên ngồi ở đây Phật tử lại và để cho một cái phò dòng này hay. Đúng rồi, là cũng xin thưa với quý vị là ở đây là ngôi chùa này thì nếu mà mình đi vào lễ Phật ở đây thì lúc nào cũng có các sư thầy ở đây để mà ban phước lành và cho các Phật tử vào đây thăm chùa. Thì sẽ buộc chỉ tay và trao cái sự may mắn của chùa để cho đến các Phật tử. Thì sau này là xin các bạn là cho xem thầy là để mà thầy ban phát cái nước lành cho chùa chúng ta. Ở chan nữa, họ có nằm đây. สัญญามังเดอปะปะลาสิตะปันอังเกสิเสปะทาวิโภคะเนอภิเสเกสัทธะทุกขานังอัพพะโตปะโมทติสุนัขตังสุมังคารังสุปาปะตังสุขิตังสุขะโนสมุโทจาสุเนทังโภมจารีสุปะขักขีนังกาเนตัมมังวาจาตัมมังปะขักขีนังปะขักขีนังมโนตัมมังปะนิทิเต cái bài kinh đó là cái bài kinh ban phước lành cho
những Phật tử đến đây là đọc bài kinh đó là coi như là khi mà rảy giọt nước này thì lên thân xác chúng ta thì xóa đi những cái mà không may mắn và đem lại điều may mắn mới trong cái cuộc sống sắp tới. Thì tự có yêu cầu thì thầy mới đọc ha? Không có, thường thường là thầy đọc hết. Yeah. Nhưng mà ít quá thì thầy không đọc, thường thường. Nói chung là mình xin thầy thì thầy cũng đọc. Yeah. Mà em nghe một tiếng nước của thầy mang nước là nó có mùi thơm. Rất là thơm. Mùi nước này là mùi nước của có nước hoa và có ngâm có của nhụy hoa với có nước hoa trong đó nữa. Là nó nói chung là nước ban phước lành thì nó sẽ có hương thơm. Dạ. Đến với các Phật tử. Anh thì thường có đi chùa này không? Mình là rất gần đây nên mình rất đi thường xuyên chùa này. Dạ. Sau những lần đi chùa thì anh thấy sự may mắn thường đến với mình đúng không? Đúng rồi, thì nói chung là sự may mắn thì sẽ đến với nhiều người. Dạ. Biết thành tâm, biết con đường đúng đắn và biết kính trên nhường dưới, biết lễ Phật, bái Phật thì những cái may mắn nó sẽ tự đến với mình. Chứ còn cuộc sống thì quý vị thì cũng biết rồi, mình làm điều tốt thì sẽ có những cái quả tốt để mình hưởng. Còn mình làm những điều xấu thì những cái quả xấu nó sẽ đến. Thì cũng mong là các khán thính giả thì có cơ hội thì sắp xếp thời gian thì sẽ đi chùa nhiều hơn. Em ở Việt Nam qua đi du lịch nhớ thăm chùa thì cảm ơn thầy rất là nhiều. Và khó vào nếu mà chan thì khăn lục khá là ma ta Việt Nam khăn hôm ma ta Việt Nam thì cả ma giam vắt ní khóc chay là lai của chan khó sụp sới với chan thì sụp phạp khen hen đơ ông kêu mình là sức chúc mình sức khỏe là chan ni bầu lườm nha lực lườm say anh khá thì khó anh tôi nhì khăn mưa nhì mưa vân xin nhì mà khó chúc quả pháp khen hen còn léo khăn điều nhì mi mùi Việt Nam khăn không cật lụt và hết tôi là kíp cho Việt Nam đào khơi ma lào để xong thưa léo điều này khăn mình thực mình xin ma khó à chan tô anh ăn tô khoáng ní ma mặt khen hay lục hay lan lòng yêu hương ní anh à chan thì hay khó tô hụp anh ăn đấy hụp hay say yêu nơi tô đấy hụp à chan đấy nhăng đấy mi à chan cả khó hay buộc hay lục hay lan lâu cả buộc yêu nơi hương cả hay chỗ gặp khen hen hết tôi là kíp tăng ngan khai cường khai khoáng mình để ngay ตองได้ขออยู่นี่2เทื่อแล้วตะกี้เราอยู่เวียดนามมาลินเราเคยมานี่2เทื่อเดือนนี้มันถึกมือมันสิ้นนี่ก็มาขออาจารย์นี่ขอให้โตผูกแขนนี่กับผูกเอาเมื่อเวียดนามให้เราจ้ะตัวนี้ขอหุบอาจารย์น้ำเลยจะให้ลูกเรานี่คมเกิดให้จังได้สบายเอาเวลามันก็แสงหยิบในรำที่มันก็ลั่นชัวที่มันก็ก็มุ่งหรือบ้านในเวียดนามที่มันก็ซินกี้một số cái dây với một hình của một đức thầy ở đây nó về cho con của bạn mìnhở Việt Nam thì để con của bạn mình được nhiều may mắn và đỡ ốm đau bệnh tật thì thầy cũng đã có cúng và cũng có đọc chú vào cái dây này để mà về cho bạn mình và con của bạn mình ở Việt Nam gia đình bạn mình Việt Nam được
mang cái này vô trong gia đình để được may mắn và sức khỏe. Đây là sư thầy đó. Đây là sư thầy. Dạ. Sư thầy chủ trì của chùa trước đây. Tô A Chan này là khư ta kia nhân nòi đó. Nhân nùm này. Này, đây là thầy Đức Phật chủ trì hồi xưa còn trẻ. Đức Phật của chùa này đang còn trẻ. Thôi xin phép thầy mình lui rồi. Để mình còn đi tham quan rồi. Sự là nếu mà có duyên thì thường thường là rảnh thì mình hay lên đây. Nhiều lúc để cho tâm được an tịnh. Nhiều lúc công việc nó bộn bề, nhiều lúc nó áp lực công việc thì nhiều lúc lên chùa thì vẫn có cái niềm thanh tịnh hơn. Nhiều lúc vào bái Phật, lễ Phật thì mình cảm thấy tâm mình nó an yên hơn. Nên là mình cũng ở gần đây, ở trong thành phố nên mình cũng hay lui tới chùa này. Nhưng mà ở Việt Nam thì anh thường đi chùa? Được, ở Việt Nam thì mình cũng thỉnh thoảng cũng có đi chùa, những ngôi chùa gần với nhà mình. Dạ. Còn đây thì... Em không hiểu là khi mà cái cọng dây như thế này nè, thì mình đeo vào thì bao ngày thì mình có thể tháo vào? Như cái dây này thì là cái như là đã ban phước cho mình, các thầy, các sư đã đọc chú ban phước cho mình thì mình mang càng lâu càng tốt. Còn nếu mà mình không mang được lâu vì vướng bận trong công việc thì có thể sau 3 ngày là mình có thể tháo ra. Còn nếu không có vướng bận gì trong công việc thì mình có thể đeo cũng được. Không nhất thiết phải bao nhiêu ngày. Dạ. Ở bên đây thì hướng nhìn về ở bên kia thành phố Bát Xoáy thì đẹp hơn ha. Đây là một cái hẻm điện thoại di động anh treo. Viettel. Đây là cái tượng mẹ Quan Âm. Ủa nhưng mà thường thì ở các chùa Nam Tông á. Đúng rồi. Sẽ không có tượng mẹ Quan Âm. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì lại có luôn tượng mẹ Quan Âm nè. Đúng rồi, ở đây là có một cái tượng mẹ Quan Âm mới đặt cách đây 2 năm. Dạ. Hơn 2 năm. Mới thỉnh mẹ Quan Âm về cách đây 2 năm. Ở đây thì cái cảnh nhìn rất là đẹp luôn á. Và đây là cái cầu Hữu Nghị Việt Lào Nhật. Lào Nhật chứ. Lào với Nhật, tôi bác quý vị. Nhìn về sông Mê Công ha. Và bên kia là một cái sông thành phố Bắc Xế Sầm Quốc á. Thôi chắc có lẽ là hôm nay thì cũng gần hết trọn một ngày. Đúng rồi. Anh đã dành cái thời gian cho em để mà giới thiệu cho em biết những cái nét hay của thành phố Bắc Xế nói riêng và tỉnh Champasak nói chung. Nói chung là có anh thì em mới hiểu được thêm cái văn hóa của nước Lào và cũng như là những cái phong tục tập quán của Lào cũng như là một số cái đền linh thiêng tại Lào. Thì chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Rồi. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe nè, dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Rồi, cũng cảm ơn các quý vị khán thính giả của Bùi Hồ. Hôm nay thì cũng đi một cái chuyến đi rất là thú vị. Thì cũng mong là sau này bà con xem các video của Bùi Hồ nhiều hơn và để biết được những địa điểm khác nhau ở các nước khác nhau để mà có cơ hội để lấy cái hành trang để có thể đi du lịch sau này. Thì cũng mong là chúc sức khỏe tất cả khán thính giả và mong có dịp sẽ gặp lại các bạn ở các chuyến du lịch khác. Mà em chia sẻ thật với anh là sau khi mà cô bác quý anh chị xem clip của em về khám phá nước Lào, chắc có lẽ là khách du lịch họ ở Việt Nam họ sẽ đi Lào nhiều hơn. Tại vì cái trong cái tư tưởng của người Việt Nam á, Lào thì không có cái gì để mà gọi là thú vị, nhưng đúng mà rồi. Đối với bản thân em rất là thú vị về đúng nước rồi. Lào, về một nước hiền hòa, thanh bình và cái nét văn hóa nó tương đồng với lại Việt Nam. Đúng rồi, mình sẵn video của Bùi Hồ ở đây thì mình cũng mong là quý vị là có cơ hội đến với đất nước Lào nhiều hơn để gặp được những con người và những cái bản sắc dân tộc mà nó khá còn hoang sơ để mà chúng ta biết đến những cái phong tục tập quán và con người Lào là như thế nào. Có qua Lào thì liên hệ với mọi người nghe chợ Bắc Xế hỏi anh Phẩm lại cũng biết anh Phẩm với anh Hòa ở nghe chợ Bắc Xế tỉnh Champasak. Xin chào và hẹn gặp lại.